Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Riva Gino được sản xuất tại Ý. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Riva Gino cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Riva Gino Hyaluronic Acid, Polycarbophil, Lactic Acid, Top Acetate, Vitamin A, 18 beta glyceretinic Acid, Tinh dầu trà xanh. Dạng bào chế Viên đặt âm đạo Viêm âm đạo là gì? khô âm đạo hay khô vùng kín là tình trạng âm đạo bị mất đi độ ẩm thông thường do các mô trong âm đạo bị khô mỏng và giảm tiết dịch khiến người phụ nữ cảm thấy khó chịu và đau rát đặc biệt là khó khăn trong hoạt động sinh hoạt tình dục công dụng và chỉ định của Rivagino gino duy trì sự bảo vệ tự nhiên của âm đạo và tạo điều kiện cân bằng hệ vi sinh vật âm đạo làm mất các triệu chứng do khô âm đạo và thay đổi ph ở âm đạo chống khô âm đạo góp phần khôi phục một môi trường âm đạo bình thường, duy trì pH sinh lý tạo điều kiện thuận lợi cho khôi phục hệ vi sinh âm đạo. Cách dùng và liều dùng của Rivagino. Cách dùng. Viên đặt âm đạo. Liều dùng. Rửa sạch vùng âm đạo trước khi dùng. Rửa sạch tay trước khi lấy viên đặt ra và lấy không một viên, không làm ảnh hưởng đến các viên khác. Nhẹ nhàng đặt viên thuốc vào sâu bên trong âm đạo tốt nhất trong tư thế nằm ngửa để tránh bị rơi ra ngoài. Mỗi ngày dùng một viên trước khi đi ngủ trong vòng 5 đến 7 ngày sau khi kết thúc kỳ kinh hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ. Chống chỉ định của Riva Gino. Không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng Riva Gino. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hy vọng! Qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm và Gino, đồng thời biết cách sử dụng và Gino sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham